Lào Cai, đào móng xây nhà làm sập nhà hàng xóm. Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng thành phố Lào Cai, vào khoảng 15 giờ ngày hôm nay 14 tháng 12, khi số nhà 018 phố Phan Chu Trinh, thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai đang thi công đào móng xây nhà mới thì đã xảy ra sự cố khiến sập đổ hoàn toàn ngôi nhà bên cạnh số 016 cùng phố của bà VTS. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai đã chỉ đạo cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân phường Cốc Lếu tới hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập nhà để xử lý theo quy định. Trước đó vào dạng sáng ngày 12 tháng 4 năm 2021, một vụ tai nạn tương tự cũng xảy ra. Cụ thể, trong lúc đang đào móng xây nhà mới, bên thi công đã khiến ngôi nhà 3 tầng bên cạnh tại số 117 đường Quy Hóa, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai bất ngờ đổ sập xuống đường. Sau sự cố, chủ của ngôi nhà đang xây phải thương lượng mua lại ngôi nhà bị ảnh hưởng, đổ sụp hoàn toàn với số tiền gần 5 tỷ đồng và hiện nay đang ra bán.